Cầm cao lên luôn nè. Chúng mày. Đấy chúng ta đi không? Chúng không? Rồi từ từ anh em. Cắn lên cao lên chút xíu. Cắn lên thì bỏ đây. Rút vào đầu ra bỏ. Rồi, bỏ đầu đi. Mày ơi, nhắm thì giờ này cũng đã đưa cụ ông ra nơi yên nghỉ cuối cùng rồi đó cả nhà. Thì giờ này gia đình sẽ đưa linh vị của cụ ông vào trong nhà ha. Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Hiện tại em đang có mặt tại ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì ở đây thì có một cụ ông 74 tuổi đã qua đời hồi hôm 12 tháng 8 năm âm lịch đó cả nhà. Bây giờ đang làm lễ. Bên đội chống kèn cũng đã thổi xong ha nha. Dạ. Rồi như vậy rồi của mình có chắc của ông đi ra bác sĩ gì không chị? Có, chị đi tới bệnh viện lớn của Vĩnh Long, đa khoa Vĩnh Long xong. Dạ. Đưa lên Chợ Gãy. À. Rồi mà khi mà mình đưa đi lên Chợ Gãy rồi mà chừng nào rồi mình mới đưa của ông đi về quê này ha chị? 4 ngày ha. Nhưng mà 4 ngày đó là mình đưa cụ ông gì là cụ ông làm mất ở chảnh hay là mất ở nhà chị? Mất ở nhà. Dạ dạ dạ. Có hỗ trợ máy trợ tâm máy thở. Dạ. Oxy. Dạ. Như nước biển về. Dạ. Tới 12 giờ khi 12 giờ hay như cụ mới mất.
Vậy cũng như là, nhưng mà hồi nãy thì mấy ba anh em của em vô mà giờ cái bảng cấu pháo thì cái bảng cấu pháo thì mấy anh em bên chợ hầm đã tháo rồi, nhưng mà chính xác là bữa là của ông là mất là ngay cái bữa nào ha chị? 12:20 sáng 12 đó. Rồi, dạ dạ dạ. Dạ. Vậy là trong cụ ông là chỉ có một cái chứng bệnh một ha chị. Dạ. Vậy là năm nay là cụ ông là 74 tuổi. Dạ 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 dạ. Dạ. Ủa vậy là hồi là mình đưa cho cụ ông là đi an nghỉ ở đâu ha chị? Dạ 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 dạ. Ủa rồi mà còn vợ của cụ ông còn không? Dạ 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 dạ. Dạ dạ dạ, em cũng cảm ơn chị nha, từ nãy giờ cũng như là cô chị chia sẻ lại để cho bà con của mình biết ông như là cô ông là qua đời như thế nào vậy đó, em cảm ơn chị nha. Dạ, dạ. Thì cái ngày thì 2 giờ ngày hôm nay ngày 14/8 âm lịch mình thì sẽ đưa ông đi an nghỉ cả nhà. Hôm nay ông được cũng vô được 74 tuổi. Thì ngày hôm nay là cái nhà thì 14 mình sẽ đưa cho ông đi an nghỉ. Cụ ông 74 tuổi đi an nghỉ đó cả nhà. Thì 14 giờ chiều nay ngày 14/8 âm lịch thì sẽ đưa ông đi an nghỉ, ra đi ra an nghỉ cuối cùng cả nhà. Thì giấc giờ đó cả nhà thì có rất đông là bà con cô chú anh chị với bạn bè thì của người của ông cụ ở đây thì cũng đến rất là đông ha, để đưa ông đi ra nơi an nghỉ cuối cùng đó cả nhà. Thank you.
Xong hả cả nhà. Có một người khi xưa chỉ có lời thấu học sống trên đỉnh núi cao, thấy những người đầu vẫn trốn từng sông mới sống được ngàn năm. Chứ là kiếp người có ai sống ngoài trăm tuổi, kiếp nhân sinh sống cỡ. Em dũng cáo về đây, trước nhất về đây thành tâm nghĩ xin vô cùng gia đình Tây Quỳnh. Và sau đó em kiếp cáo thế gian dựng lên một quốc quyền để tâm lên những cơ hội cũ về đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chứ không có đẹp kiếp cáo thế gian có làm điều gì sẽ có. Xin những người Tây Quỳnh kiếm tình và tự qua lội qua cho. Có một bài trình diễn cho được anh em kiếp cáo cho bài phát được bất cơ. Áo cho chào kiếp nhục tương
sinh tử tử sanh đồng nhất quý. Tới ngày nhỏ tới đồng quen hãy kiềm tới ba phần em mà màu này đâu em tìm gì cho con sư vậy vậy cho nha. Thằng xét ông còn nằm tại
Oh, my God.
cuối cùng đó cả nhà, tại đất nhà luôn. Hãy subscribe.
này có rất là nhiều bà con cô chú anh chị, bà con dòng họ bên cụ ông con cháu thì chuẩn bị đưa cụ ông ra nơi yên nghỉ cuối cùng đó cả nhà. Thì giờ này chuẩn bị làm lễ đưa cho ông cụ 74 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng đó cả nhà. Giờ này trời đang mưa lâm râm nữa ha. Chuẩn bị đưa cụ ông 74 tuổi đi ăn nghỉ thì trời giờ này vừa mưa luôn nha cả nhà, mưa lá cắt luôn rồi. Thì sớm giờ không có mưa mà giờ này lại mưa rồi, nhưng mà mưa vậy thì mát cả nhà, mưa này cũng nhỏ chứ không lớn. Thank you.
đây mời cho giờ này có rất là đông con cháu của cụ ông 74 tuổi để đến đây đưa tiễn ông ra nơi an nghỉ cuối cùng đó nha. Hai lần này trước nè, bỏ phát. Phát, 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 phát,
Đó là hàng đủ chưa? Vô đoạn hết rồi anh em, vô đoạn đủ cây nè. Con sao đủ chưa? Hai thằng thôi. Hai thằng vô cây. Đây hết mày bà mày cây nữa nha. Tập mấy này nè. Mấy cây này nha. Lên dài luôn nha. Còn dư ngựa hết kìa. Lên dài luôn nha. Lên dài luôn nha. Hai hạ xuống rồi. Hai chục đồng đây. Có kêu lộn kêu lộn. Vô tay trước mới lên da sao nha. Nhắm một cái là lên da, lên tay mới lên da nha. Hàng lính không vô. Tập trung ra. Lên 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 da trước nha. Bạn cứ bị ra. Kim đâm giỡn hoài. Đợi đây chúng ta đi không? Đúng không? Rút cây ra. Cái đầu xuống luôn nha má. Rồi, ông Nam cũng chịu kia. Rồi, từ từ lên em luôn. Mời Phát, hút luôn. Tăng lên cao lên chút xíu. Cá lên thì bỏ đây. Đây, bỏ đây. Từ từ, từ từ. Rút vào đầu cái bỏ. Đây. Rút vào giữa cao sao đây. Rồi, bỏ động đi. Mày nhắm cao lên về cái đoạn trước cái ai. Xác luôn đi. Rồi hai đứa lên. Rồi, gỡ bông qua vô mũ. Cháu không có nhậu, cháu thì vợ ăn.
cũng qua đấy không, nó đâu có xa chú, chuyện này xa chú. Chị em dâu đó đó, ổng yeah. tốt, sống tốt với nó lắm rồi yeah. nó, vợ chồng nó không được hạnh phúc thì giờ nó cũng qua đó, qua suốt luôn. Dạ. Chứ hồi mà lúc mà còn sống mà nạt nộ nó chửi mắng nó, giờ nó đâu có tới đâu. Dạ, dạ. Dạ đúng rồi. Ông giỏi ông sống đâu, ông nạt đi. Dạ. Qua đây nè, mình đứng đây nè con, đứng đây vậy nè, qua đây nè. Có ngủ với hàng trao luôn hả? Yeah.
giờ này đã hạ đưa ông cụ xuống dưới đó rồi đó nha. Vậy là em rồi đó. Em trời. Ừ. Dạ cao quá. Mà mấy anh này cũng chuyên nghiệp ha. Ừ. Chuyên nghiệp phải làm gì. Dạ. Đó nè. Lên bả này vậy. Coi lại coi đít đây. Chịu lại. Rồi. Rồi thì giờ này cũng đã hạ nguyệt xuống rồi đó cả nhà, thì cũng đưa cụ ông về nơi yên nghỉ cuối cùng, thì cũng có rất là đông bà con cô chú anh chị mình gần xa với bà con dòng họ con cháu thì cũng có đến đây thì để đưa tiễn cụ ông về nơi yên nghỉ cuối cùng luôn đó ha cả nhà. Giờ này cũng đã đưa cụ ông ra nơi yên nghỉ cuối cùng rồi đó cả nhà. Thì giờ này gia đình sẽ đưa linh vị của cụ ông vào trong nhà ha. Thôi giờ này em cũng xin kết thúc clip luôn cả nhà. Giờ này cũng đã đưa cụ ông ra nơi yên nghỉ cuối cùng rồi đó cả nhà. Thì giờ này gia đình sẽ đưa linh vị của cụ ông vào trong nhà ha. Thôi giờ này em cũng xin kết thúc clip luôn cả nhà.